Chào mừng quý vị và các bạn đã đón xem trận đấu của đài truyền hình Fightback TV. Và ngày hôm nay, tôi Kidaki sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt. Trước khi trận đấu này được diễn ra thì huấn luyện viên của cả hai đội đã có những tuyên bố rất táo bạo. Họ sẽ chơi tấn công và cống hiến hết mình cho 90 phút sắp tới. Trước khi trận đấu này diễn ra khoảng 3 tiếng đồng hồ thì bên ngoài sân vận động đã có khá nhiều các cổ động viên đội khách đã đến để cổ vũ cho đội bóng con cưng của họ. Điều đó đã cho thấy được tình yêu mà họ dành cho đội bóng là lớn như thế nào. Dù trận đấu chưa được diễn ra, nhưng pháo sáng đã được đốt trên khán đài A của sân vận động. Điều đó đã cho thấy được sức nóng của trận đấu này. Như vậy trận đấu đã được bắt đầu. Đội giao bóng trước sẽ chiếm giữ khung thành bên trái màn ảnh nhỏ của các bạn. Có thể dứt điểm. Cơ hội. Goal! Một cú dứt điểm là không thể cản phá. Trời lấn lướt và họ đã cho thấy được sức mạnh của mình. Điểm rất lạnh lùng, quyết đoán và vô cùng hiệu quả. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Chúng ta có thể thấy ngoài đường pitch, hai huấn luyện viên của hai đội bóng đang chỉ đạo rất sát sao các học trò của mình. Việc duy trì chiến thuật là một bí quyết để họ có thể hướng tới chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Chuyền bóng tốt. Đường chuyền về cho thủ môn. Cầu thủ này đã rơi vào tư thế việt vị. Một tình huống mà trọng tài đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Tình huống việt vị rất rõ ràng. Đường chuyền đã dễ dàng chặn lại. Sẽ có một tình huống ném biên. Rất tốt. Dứt điểm đi. Wow! Tuyệt vời. Các cầu trường như đang vỡ hòa với bàn thắng này. Có thể nói bàn thắng này có ý nghĩa rất quan trọng đối với họ. Rất gọn gàng và chính xác.
hoạt động rộng và liên tục chống cánh cho nhau. Các tiền vệ đang tạo lên sức ép không nhỏ cho khung thành đối phương. Đường chuyền chuẩn xác. Cơ hội dứt điểm. Một cú sút. Bắt bài là rất tốt. Dứt điểm. Vẫn còn. Không được. Phối hợp khá đơn giản. Dứt điểm đi. Tạo giải nguy rất tốt. Bóng ra ngoài sân rồi, sẽ có một tình huống ném biên. Tình huống chơi bóng vào trong. Có mặt rất đúng lúc. Một tình huống can thiệp rất đúng lúc. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Cơ hội. Một cú sút. Cầu thủ này đã có pha phạm lỗi. Và trọng tài đã quyết định dừng trận đấu và cho đội bạn một quả đá phạt. Thời gian của trận đấu đã trôi qua phút thứ 30. Pedro, cơ hội để phản công. Chuyển vào trong. Qua dứt điểm không tốt. Đột phá. Đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Dứt điểm đi. Wow!
điểm không thể tốt hơn. Bàn thắng đã đến với họ sau một pha phối hợp rất nhuần nhuyễn và xử lý cá nhân rất hoàn hảo. Có thể nói đó là một sai lầm chết người của hàng phòng ngự và đội bạn đã tận dụng một cách triệt để cơ hội của mình. Với một kết quả bất lợi như thế này thì họ sẽ phải tấn công nhiều hơn ở những phút tiếp theo. Đường chọc ngay. Thật đáng tiếc mà anh ấy lại bỏ lỡ một cơ hội thành bàn ngon ăn như vậy. Rất đáng tiếc, một nỗ lực có thể nói là rất đáng khen ngợi. Tình huống nguy hiểm. Cú dứt điểm là rất tốt nhưng rất tiếc là đã không có bàn thắng trong tình huống vừa rồi. Cú sút phạt không tốt. Rất bình tĩnh. Đường chọc nghe. Rất nỗ lực. Cơ hội. Nguy hiểm. Một cú sút là rất tốt nhưng rất tiếc là bàn thắng đã không đến. Lưới trời truyền thống kiểu Anh là tật cánh đánh đầu, giờ đây vẫn được các câu lạc bộ như Manchester United hay Chelsea sử dụng khá hiệu quả. Chuyền vào. Xuất xa. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Đó là một tình huống mà các hậu vệ đã truy cản rất quyết tâm. Kết thúc hiệp 1, cả hai đội sẽ tạm thời ra nghỉ và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút. Hiệp 2 đã bắt đầu và chúng ta hãy cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật cũng như lối chơi của hai đội sau giờ nghỉ. Rất tốt. Bàn vào trong. Khoảng trống. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Phối hợp khá đơn giản. Sẽ có một tình huống ném biên. Tìm đồng đội để chuyền bóng. Rất tốt. Một quả ném biên ở vị trí khá thuận lợi. Chuyền vào. Không được. Chặn bóng rất tốt. Rất nhịp nhàng.
rất tốt. Sẽ có một tình huống ném biên. Rất tốt. Dứt điểm đi. Tình huống của thủ môn đã xử lý rất tốt. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Đấu không thật sự hiệu quả và cầu thủ này đã phải rời sân. Cầu thủ này đã gặp phải một vài chấn thương và buộc huấn luyện viên phải có một sự thay đổi người bất đắc dĩ. Sẽ có một tình huống phát bóng lên. Vẫn luôn chuyền bóng dài. Các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau nhằm kéo giãn đội hình đối phương, đồng thời làm giảm nhịp độ trận đấu. Đường chuyền rất bất ngờ. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi thì bàn thắng đến là một điều hoàn toàn xứng đáng. Hoàn toàn hợp lý của huấn luyện viên khi tung cầu thủ này vào sân thay người. Anh ấy đã có những phút thi đấu rất hay và có cho mình một bàn thắng. Rất nhịp nhàng. Mất bóng rồi.
rất tốt. Rất bình tĩnh. Với những trận đấu đỉnh cao thì việc phạm phải một sai lầm nhỏ thôi đôi khi cũng dẫn tới một hậu quả khôn lường. Cơ hội. Dứt điểm. Cơ hội khá đơn giản. Rất nguy hiểm. Cơ hội dứt điểm. Chỉ một chút nữa là thì bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào. Một bàn thắng tuyệt vời và xử lý cá nhân rất tốt. Một cú dứt điểm là không thể cản phá. Sau trận đấu này, cả hai huấn luyện viên sẽ phải có cái nhìn khác với đối thủ của mình.